Nga cảnh báo có thể xóa sổ NATO trong vòng 30 phút nếu chiến tranh hạt nhân nổ ra. Người đứng đầu cơ quan vũ trụ Roscosmos của Nga, ông Dmitry Zhogorin, ngày 8 tháng 5 cảnh báo, Nga có thể xóa sổ các nước NATO trong vòng 30 phút nếu chiến tranh hạt nhân nổ ra. Tuy nhiên, quan chức này lưu ý rằng khí tài hạt nhân không nên được sử dụng và Nga sẽ không cho phép điều này xảy ra. Trong thông báo đăng trên Telegram, ông Dmitry Zhogorin cho biết, trong một cuộc chiến tranh hạt nhân, Nga có thể phá hủy các nước NATO trong vòng 30 phút, nhưng chúng tôi không cho phép điều đó xảy ra vì hậu quả của các cuộc tấn công hạt nhân sẽ ảnh hưởng đến trái đất của chúng ta. Do đó, chúng tôi sẽ phải đánh bại đối phương mạnh hơn về kinh tế và quân sự bằng cách là các biện pháp quân sự thông thường. Ông Rogozin cũng suy đoán rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sử dụng bài phát biểu trong lễ kỷ niệm ngày chiến thắng 9 tháng 5 kêu gọi người dân Nga nhập ngũ. Chiến thắng chỉ có thể đạt được khi có sự đoàn kết của toàn bộ đất nước và quân đội, sự huy động nền kinh tế, tận dụng các khu liên hợp công nghiệp, quân sự và các lĩnh vực công nghiệp liên quan của Nga hỗ trợ cho việc mục đích quân sự. Điều này cần phải được thực hiện ngay lập tức và nhanh chóng. Ông Rogozin cũng cáo buộc NATO đang kích động chiến tranh chống lại Nga, sử dụng các lực lượng Ukraine để chiến đấu trong một cuộc xung đột ủy nhiệm. NATO đang kích động chiến tranh chống lại chúng tôi, họ không công bố điều đó, nhưng giờ thì mọi người đã rõ. NATO vẫn chưa đưa ra bình luận gì về tuyên bố trên, nhưng hôm ngày 7 tháng 5, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ William Burns cho biết là cộng đồng tình báo nước này chưa thấy bất kỳ bằng chứng thực tế nào cho thấy Tổng thống Putin cho phép sử dụng khí tài hạt nhân chiến thuật ở Ukraine. Chùm CIA nói gì về khả năng Nga sử dụng những khí tài hạt nhân tại Ukraine? Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA chưa ghi nhận chứng cứ nào cho thấy Nga đang chuẩn bị triển khai những khí tài hạt nhân chiến thuật ở Ukraine. Giám đốc CIA William Burns hôm 7 tháng 5 nói rằng, theo quan điểm của cộng đồng tình báo, chúng tôi chưa thấy có bằng chứng thực tế nào có thể kết luận rằng Nga sẽ lên kế hoạch triển khai hoặc có thể sử dụng những khí tài hạt nhân chiến thuật. Tuy nhiên, ông Burns nhấn mạnh trước những thông điệp đến từ Tổng thống Vladimir Putin, cộng đồng tình báo Mỹ cũng không thể lơi lòng cảnh giác. Ông nói tình báo Mỹ luôn trong tình trạng tập trung cao độ về những khả năng Nga triển khai những khí tài hạt nhân, nhất là vào thời điểm khả năng này rất cao từ phía Nga. Nga đặt lực lượng răn đe hạt nhân vào tình trạng báo động cao, sẵn sàng nhận mệnh lệnh chiến đấu vài ngày sau khi Tổng thống Putin ra lệnh triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine từ ngày 24 tháng 2. Tổng thống Putin gần đây cũng cảnh báo rằng Nga có đủ công cụ để đáp trả nhanh như chớp nếu phương Tây can thiệp vào chiến dịch quân sự đặc biệt. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với các bình luận của ông Putin là nguy hiểm, đồng thời trấn an rằng người Mỹ không cần lo lắng về một cuộc chiến tranh hạt nhân với Nga. Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga mới đây thông báo, trong đêm 7 tháng 5, không quân Nga đã phá hủy một sở chỉ huy lữ đoàn cơ giới gần Kharkov và một trạm liên lạc tại đường băng Chervonov-Linskoye gần khu vực định cư Azis. Một tàu tên lửa mang tên Project 1241 của Hải quân Ukraine cũng bị phá hủy gần Odessa. Theo ông Konashenkov, phòng không Nga đã bắn rơi thêm hai máy bay ném bom Su-24 và một trực thăng Mi-24 Ukraine trong đêm. Lực lượng tên lửa và pháo binh Nga còn loại bỏ hai hệ thống phòng không tên lửa S-300. Thiếu tướng Konashenkov cho biết, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự, lực lượng vũ trang Nga đã tiêu diệt 156 máy bay Ukraine, 116 máy bay trực thăng, 765 máy bay không người lái, 2.927 xe tăng và các phương tiện bọc thép khác. Sau hơn 70 ngày giao tranh, Nga đang đẩy mạnh tập kích tên lửa nhằm vào nhiều khu vực trên khắp lãnh thổ Ukraine, trong bối cảnh phương Tây chạy đua cung cấp vũ khí cho Kiev. Miền đông Ukraine tiếp tục là khu vực giao tranh ác liệt nhất. Lực lượng Nga tổ chức các mũi tiến công dọc theo vùng Donbass với mục tiêu kiểm soát thêm lãnh thổ. Trong khi đó, Ukraine tiếp tục kháng cự quyết liệt. Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm 8 tháng 5 giờ địa phương đã có chuyến thăm không báo trước tới Ukraine. Giữa lúc chiến sự tại đây vẫn còn diễn ra căng thẳng. Sau đó, ông đã công bố viện trợ vũ khí và thiết bị mới cho nước này. Guardian đưa tin, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã có chuyến thăm bất ngờ tới thành phố Irpin của Ukraine vào hôm 8 tháng 5. Đây là một chuyến thăm không được báo trước của người đứng đầu chính phủ Canada. Thị trưởng Irpin Oleksandr Makushin đã thông báo về chuyến thăm của Thủ tướng Trudeau trên tài khoản mạng xã hội Telegram. Thị trưởng Makushin cũng đăng kèm một tấm hình chụp chung với Thủ tướng Trudeau khi ông thị sát những đường phố đổ nát ở thành phố Irpin. Irpin là một thành phố nhỏ với khoảng 62.000 dân nằm trong vùng thủ đô Kiev của Ukraine. Các lực lượng Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát thành phố này sau các vụ xung đột quyết liệt với quân đội Nga vào tháng 3. Chuyến thăm của Thủ tướng Trudeau được diễn ra cùng ngày với chuyến đi Ukraine của đệ nhất phu nhân Mỹ Joe Biden và ban nhạc nổi tiếng thế giới U2.
Trong chuyến thăm, Thủ tướng Canada đã công bố vũ khí và thiết bị mới cho Ukraine, bao gồm camera bay không người lái, hình ảnh vệ tinh, vũ khí nhỏ, đạn dược và các hỗ trợ khác, bao gồm cả tài trợ cho các hoạt động rà phá bom mìn. Phát biểu trong một cuộc họp báo sau khi hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Trudeau cũng cho biết Canada đang áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với các cá nhân và thực thể của Nga liên quan đến cuộc tấn công Ukraine của Moscow. Canada cũng đã cung cấp 25 triệu đô la Mỹ cho chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc như một phần trong nỗ lực duy trì an ninh lương thực và sẽ dỡ bỏ thuế quan thương mại đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu của Ukraine vào Canada trong năm tới. Reuters đưa tin trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông vào hôm 8 tháng 5, Giám đốc điều hành James Stackless của Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng khổng lồ Lockheed Martin cho biết, tập đoàn này đang có kế hoạch tăng gần gấp đôi sản lượng tên lửa chống tăng Javelin trong bối cảnh nhu cầu loại vũ khí này tăng vọt do chiến sự Nga-Ukraine. Mục tiêu của Lockheed Martin sẽ là sản xuất 4.000 tên lửa Javelin một năm thay vì 2.100 tên lửa như hiện nay. Lý do của việc đẩy mạnh sản xuất loại tên lửa này được cho là do nhu cầu tăng nhanh một cách chóng mặt từ cuộc xung đột Nga-Ukraine. Giám đốc Lockheed Martin cho biết họ có thể bắt đầu tăng nhiệt và tăng cường sản xuất ngay bây giờ. Đồng thời, ông cũng tiết lộ tập đoàn đang dự đoán về nhu cầu tăng vọt đối với cả các hệ thống vũ khí cao cấp với số lượng đủ lớn. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến thăm một cơ sở sản xuất vũ khí của Lockheed ở Alabama. Trong nỗ lực thúc đẩy Quốc hội thông qua gói hỗ trợ 33 tỷ đô la Mỹ được đề xuất của ông cho Ukraine. Được biết, kho tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ đang ngày càng sụt giảm sau các gói viện trợ cho Ukraine nhằm đối phó với chiến dịch quân sự của Nga. Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal của Đảng Dân Chủ tại bang Connecticut, Mỹ cho biết trong phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ hôm 26 tháng 4 rằng quân đội Mỹ có thể đã chuyển khoảng 1/3 số tên lửa chống tăng Javelin đến Ukraine, 1/3 nguồn cung tên lửa của Mỹ đã trao cho Ukraine. Việc lấp đầy kho dự trữ của Mỹ sẽ cần tới 32 tháng. Các lãnh đạo G7 ngày 8 tháng 5 đã cam kết sẽ cấm nhập khẩu hoặc loại bỏ dầu mỏ Nga nhằm gây áp lực lên Moscow vì chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tuyên bố từ G7 cho biết tổ chức này cam kết xóa bỏ dần tình trạng phụ thuộc của mình vào năng lượng Nga, trong đó có việc loại bỏ hoặc cấm nhập khẩu dầu Nga, đồng thời nhấn mạnh sẽ đảm bảo làm điều này một cách kịp thời và có trật tự, đồng thời cung cấp đủ thời gian cho thế giới để tìm kiếm các nguồn cung thay thế. G7 cũng cho biết trong tuyên bố rằng các thành viên sẽ thực hiện những biện pháp nhằm cấm hoặc ngăn chặn việc cung cấp các dịch vụ quan trọng mà Moscow bị phụ thuộc, như một phần trong nỗ lực cô lập kinh tế Nga. Nhà Trắng nhận định cam kết của toàn bộ G7 sẽ giáng đòn mạnh vào huyết mạch chính của nền kinh tế Nga và khiến Tổng thống Vladimir Putin mất đi nguồn tài trợ quan trọng cho chiến dịch quân sự ở Ukraine. G7 là nhóm gồm 7 nền kinh tế phát triển trên thế giới là Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản, Anh và Mỹ cùng với Liên minh châu Âu EU. Cuộc họp trực tuyến ngày 8 tháng 5 có Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự.